Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BT Củ Chi. Hôm nay mình sẽ review một con âm ly Bình Giang nha các bạn. Con máy này hát âm thanh cũng rất là hay. Mình thanh lý cái giá chỉ 500.000 thôi. Đó, con máy là 8 MOSFET. Máy là chạy 8 MOSFET nguồn 15A nha. Đó, con này chúng ta có thể đánh một cặp bass 25 đổ lại nha các bạn, một cặp bass 25 đổ lại. Rồi cấu hình là chúng ta có thể biết được là 8 con MOSFET tạo ra cái tiếng âm thanh bass chép rất là trong trẻo nha. Và cái tiếng kéo nó quy lực lắm. Máy hôm nay là hiệu Aveton, model là SB203A+. Đó, mình đang test nhạc lưu viêm nha các bạn. Âm thanh phải nói cũng tương đối bình dân. Đó, con máy này chỉ 500.000, không bao ship. Đó, bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ em để chốt con máy này nha. Ở mua hàng thì chúng ta có thể cọc trước 100.000 nha các bạn, cọc trước 100-200.000 mình sẽ gửi hàng cho các bác. Thì cái ngoại hình con máy này cũng còn tương đối luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô đi vô con máy để mình test chắc âm kỹ hơn một tí nha. Đây mình ốp volume máy không ù xì gà nha các bạn. Đây volume mà tổng dần hướng 12 giờ, giờ cho hướng 1 giờ luôn. Không có dấu hiệu ù xì gà gì hết. À, máy chuẩn bảo đảm với các bạn. Có 3 lăng căng lo luôn nha. Lăng căng lo cũng rất là chuẩn nha các bạn. Nhấn 3F vô là công suất nó ra cao hơn một tầng. À, nói chung con máy này so với tầm tiền là quá ok nha. À, nghe nhạc rất hay. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục test cái phần echo. Echo ở đây là sử dụng vẫn là IC2399. Rồi bây giờ mình sẽ test độ vang nhẹ thử coi nó ca có ổn không hết các bạn. À, đẹp hơi cao ha. Được. Cái tiếng cũng rất là ok ha. Rồi để mình ốp nhạc luôn các bạn. 1 2 3 4 5 6 7. Ồ, tiếng rất là nhẹ nha. Đó, karaoke nhẹ nhàng. 1 2 3 4 5 6 7. Rất hay. Ok, mid 1 ngon các bạn ơi. Mid 2 nha. Mỗi con máy bên mình bán ra đều được test kỹ lưỡng. À, chi tiết mid 1, mid 2 và toàn bộ volume. Nói chung phải đạt chất lượng. Đó, tiếng nói chung echo vang nhạy delay ngon hết các bạn. Rồi con máy hôm nay 500.000, không bao ship, nghe nhạc karaoke ổn áp luôn, cấu hình chạy 8 con MOSFET luôn nha. Đây nắp máy các bạn, nắp máy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô xem cấu hình của em nó. Có quạt tản nhiệt luôn nha. Quạt tản nhiệt khỏi trực tiếp vào cái tăng phôn. Quạt quay rất là êm ái nha các bạn. Con máy cũ gia đình Bình Giang đã qua sử dụng nhưng mà còn hát tốt. Giá thanh lý chỉ 500.000 cộng thêm tiền ship. Rồi cấu hình là chạy tăng phôn 15A, có quạt tản nhiệt. Bo nguồn là sử dụng một cặp tụ. Ở trên cái bo đều có chữ Aveton luôn các bạn.
không? Bo Eviton luôn, là hàng là made in Việt Nam đấy. Rồi để mình cố gắng mình đọc cái số phép. K1531 và K790, thấy không? Bên đây cũng tương tự như vậy. Đó, con máy là cấu hình chạy 80 feet. Máy test hát còn rất là ok, không lỗi lầm một chi tiết nào các bạn. Thì hôm nay có một con máy này thôi, mình cố gắng mình quay lên. Mặc dù con máy không được, phải nói là không cao cấp, nhưng mà cũng đáp ứng nhu cầu karaoke giải trí gia đình rất là tốt. Và đặc biệt giá thì bình dân cực kỳ gần. Tương đối nha các bạn, 8 feet tăng vô 15 ampe. Rồi video mình quay tới đây kết thúc. Bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ.